là khi cái nút đỏ lên là nó đang quay đó, quay hết tất cả các thứ xong rồi lên. Mà nét lắm, chị muốn lấy nét này, chị muốn lấy gần này, chị xoay cũng xoay như cái kia đâu, chị có thể zoom lên được khoảng cỡ 30 mấy mét đó. Rồi xong chị muốn tắt đi.